Cụ có đi ra thăm dì Mai hả cụ? Ở Mỹ đó. Ở Mỹ hả? Dạ. À. Dạ ở Canada. Dạ. Vì cách gì từ Canada về phải lạng lộn đi xe thăm dì Mai. Dì mới về hả dì? Dạ. À. Lâu quá không gặp ba. Dạ, lâu quá không gặp. Mấy năm rồi. Dạ. Mấy năm rồi cô đó. Ký đi. Cầm cái này lại đi. 300 à. Mấy em nữa đi. Ký vào. Ký cà xíu. Rồi giá bình thường chung giá đi người đẹp. Bốn người thôi. Ta đi mình ba lắm tình nó đi đây để dắt tao đi. Dạ. Vậy là cô cũng gần đây hả? À, trong chợ hả? Dạ. Ờ, đi về nha. Dạ. Dạ. Ôi rồi ra mua. Dạ. Cả cái đi về hoài vậy. Dạ. Nhà bên Canada gì? Đi về vậy. Đang lộ từ trong chợ chạy ra mua bánh mì. Ủa mà sao không ghé trong kia trong quầy kia? À giờ này gì mai chứ? À ra gặp chị Mai quay lậu lậu. Ra mới gặp chị Mai mới được. Hét lắm. Còn giờ bán rồi, nó bán. Các bán không ăn. Không, không. Cũng giống. Bả bán cũng ngay luôn là giống. Đúng rồi. Có mua khách. Phải ra gặp chị Mai mới được. Trong kia không chịu. Mặt mấy ông muốn thịt giống. Có nhiều người, có nhiều nhiều người chạy qua chạy lại thấy người khác bán không vô. À, không vô. Chưa thấy đúng gì mai mới chạy chưa mua được. Trời ơi. Đó gì mai cũng chỉ là thử gì đó. Cái nó sao thú liền. Trời. Nói sao? Mua phải mua của bà Mai miếng thịt nữa sao có bằng. Có người là có buổi sáng con quay đó, có người hỏi là có đây có phải là thịt quay hay quay của gì gì mai không? Cho là thấy thấy không thấy á. Kêu đúng gì mai nè. Kêu chạy vô chạy mà không thấy rồi phải chạy ra. Bởi vì có một số cô chú á, ăn quen á, kiểu như là chị Kim Mai là bán 30 mấy năm rồi ở trong chợ rồi. Đây là cô chú, một số cô chú Việt Kiều mà ở Mỹ hoặc là một số nước á, khi mà về Việt Nam á là thường hay là ghé là tìm đúng gì mai để mua, sợ là người ta giả cái thương hiệu á. Mà nhờ, bây giờ dì Mai phải phát triển ra chứ, buổi sáng buổi chiều một mình dì Mai ngồi bán thì đâu chịu cho nổi, nên là phải chia ra cho các con rồi cháu đồ chứ. Chú muốn gặp dì Mai là cô chú anh chị và các bạn là đúng khoảng 3 rưỡi chiều, địa chỉ là 189 Phạm Văn Thứ, phường 4, quận 6. Những cái ngày cúng thì nhiều lúc là lâu lâu là ngày cúng là dì ra, nhưng mà cũng ra trễ hả? Thì cũng là làm không kịp bán hay quay luôn á. Nếu mà cô chú nào mà để ý clip của cuộc sống Sài Gòn TV mình quay mấy năm nay gì mai á là biết mấy cái ngày cúng hay mối nhiều lắm, ngày lễ. Dạ. Mối hay gì mai mối nhiều lắm, mối đặt đó hả? Mối tăng á, là cứ 16, 12 là ra ta mua. Dạ. Mua là 10 mấy 20 ký. Đúng rồi, có gì bãi gì đó là chùm hết chứ. 10 mấy 20 nay rồi đó. Dạ. Vậy mấy người kia cũng vậy đó. Dạ. Mấy người kia cũng mua hãng sữa cũng 10 ký 10 ký nhiều đó. Đi em lên gì đó mấy cơ công nghiệp á, ta cúng đó. Dạ. Có bữa ngày cúng mà dì Mai đặt khách đặt mấy chục con hay quay á. Hôm bữa cô chú thấy đầu năm mình có quay clip mà dì Mai up tải bằng xe Grab. Cũng bất ngờ luôn con. Chở cái chục con làm sao mà chở được cái chừng nào. Mình đứng đây mình quay mình đâu tưởng đâu bên kia xe đứng bên kia, Lily đứng bên này nè, với chị Tâm. Xong rồi mấy chị chạy qua ôm hay quay. Tầm khoảng 2 một con heo tầm khoảng 20 mấy ký trở lại heo sữa. Tùy vào cô chú muốn đặt sao là dì Mai gọi điện cho dì Mai là được rồi. Gọi điện là dì sẽ báo giá thôi. Tiền ship là mình chịu. Không, nguyên con thì ba chịu á. Hả? Nguyên con thì ba trả. Ủa, nguyên con là dì Mai trả nguyên con hả?
Nó xa quá thì chị phụ mai đó xíu nữa đi. Đó là nguyên con là chị Mai sẽ trực tiếp là chị Mai sẽ chịu nha. Đúng rồi, chị Mai chịu. Để cho cô chú biết. Em nguyên con thì Mai chịu. Của em miếng là chị Mai chịu. Em miếng là mua 50 tính 50 còn 70 thì xe bao nhiêu tiền nè. Nhà xa nhà gần thì chịu. Dạ. Rồi, nửa ký xa xíu. Đó nguyên con nha cô chú. Ủa heo sữa đâu cũng vậy hả chị Mai? Heo sữa là 1,5 triệu con. Chị Mai không, ấy là tiền ship á. Heo sữa là cũng trả luôn không? À, mấy bữa nay mấy đợt này con cứ tưởng là mình tiền ship thì tính riêng. Ba rồi. Chặt luôn thôi. Nước tương là kho sao vậy? Kho nước tương có nghĩa là nước tương chai nè. Người ta đổ vô kho ấy hả? Mình kho để mình xào vậy đó. Con thấy của cái của gì mình về mình ăn bình thường là ngon rồi, nhưng mà mình tô lại mình kho lại mà cũng ngon. Kho nước dừa. Không có cần nêm gì nữa. Nghĩa là kho nước dừa là mình kho giống như là mình kho mình tết á. Dạ. Mình tết là kho sống mình kho. Dạ. Nước dừa, nước mắm. Là. Nêm với một hộp rồi. Dạ. Rồi bỏ trứng vô nữa không vậy? Dạ trứng. Nó lên màu đẹp lắm. Dạ. Nó lên cái màu đẹp lắm, lên cái màu màu đẹp hơn á, đổ lên đẹp lắm. Em thấy của gì về nếu mà ăn không hết mình bỏ mình tô lại cho nó nóng á. Không về sao mặn cũng ngon nữa. Dạ sao mặn. Thế mình cho nó giòn, giòn có mình chế nước tương vô, đường đường vô ăn cũng ngon á. Dễ nè. Bán được nha. 120 ba đội. Rồi nó rẻ luôn nha, rồi nửa tiếng rồi đó. Nửa ký. Là bán không kịp quay hay quay bán mà vậy ta mới mình hết mình mua. Dạ. Nghĩa là mình bán mình không có giá, mình nó 300, 320 nhưng mà nó được cho nửa kilo 150. Dạ. Hai mấy ngàn quá. Những gì mai chia sẻ. Không có giá bây giờ. Không có gì. Xương. Xương về nhậu. Xương á nha, có xương nha, xương á. 300 ngàn tới 200 ngàn thôi, chỉ mình đó bà. Anh lựa cái nào, anh thích cái nào á. Lựa chẳng đánh xương rồi, nào có nào. Cái thịt đi, thịt đi. Thịt sao? Thịt nhiều. Ta đổi 320. 300 đi. Mọi 300. 300 đi. 50 ngàn lẻ. Lấy miếng lớn. Miếng lớn, lấy miếng bự, miếng bự luôn. Nửa ký. Ta đổi ha. Chặt. Ta đổi chặt không? Chặt luôn. Giá heo 50 ngàn là rồi 150 thôi, 150 rồi đủ nha, hai xe sườn
dưới cũng ngon. Anh bé ba lấy miếng da heo cho chị nữa. Cho chị sao nè. Lấy miếng bự á, anh chị lấy miếng bự á. Miếng này ngon. Lấy miếng nhỏ nó mới giòn á, tại nó bể. Cái lớn cũng được. Bánh mì á, cái heo quay á. Ta xíu ba rồi. Ở đây chị chơi lắm. Bán ba rồi 300 mấy ngàn giống nhau, bán bánh mì 15. Dạ. Buổi sáng nó chơi vậy không đó. Buổi sáng thì hết đồ rồi. Nó hỏi mẹ ơi giờ hết bánh mì. Chặt bắt đại con. Đại, chặt lại bắt đại đi. Bây giờ sao giờ? Chẳng lẽ không bán bánh mì? Chẳng lẽ là hết rồi không bán? Ba chục mấy ổ á con. Dạ. Là bán lẻ thôi đó nghe, chứ còn không ai đặt là tính riêng nha. Dạ. Mình như mua bán bình thường rồi đó, ngày 300 mấy ổ sáng á. Ở ngoài này nè, bán ghê đúng không? Dạ. Bữa chị bán còn chưa lợi nữa giờ này. Về nhà buổi sáng 300 được. Buổi sáng tiện đường đi làm á. Đúng rồi. Mua nửa ký. Nửa ký à, nửa ký sườn, sườn già. Rồi 100 ngàn. 100 ngàn. Đây là sườn già nha cô chú. Đây là sườn non. Găng, sườn già găng. Cái này cái sụn. Dạ cái sụn á. Ai có răng nhai. Đúng rồi. Ai có răng nhai sạch sụn. Dạ có răng mới được. Sụn là trẻ quá da mặt. Nhai nó căng. Nhai căng. Nhai quá rồi. Nó không có nhăn mặt, nó căng cơ. Dạ. Nhai không kỹ rớt răng luôn chứ. Ừ. Bởi vì ngay chỗ cái sụn của nó, cái răng nó hơi cứng. Cho đi từ thiện. Dạ. Có tao được bỏ hay sao thôi. Nó cho cổ không hết. Không xong rồi cho mày đi luôn. À. Sáng rồi từ thiện liền liền luôn. Dạ. Hôm qua. Cho đi còn đó mà chị Mai hả? Hôm qua 100 mổ. Hôm qua hả? Ừ. Hôm qua là đi cho. Hôm qua bán được là tại vì Thành nó kêu xe nó kêu làm thì cho đó rồi làm luôn mà nó không đâu. 100 mổ mà. Thành nào Thành mà. À. Tinh quá trơn á. Thành con chị hả? Ừ, là từ thiện liền liền gì đó. Qua mẹ lấy bánh mì làm thiện đi. Dạ. Kêu người nhà qua làm thiện rồi biểu anh trả tiền chứ tiền đâu trả, nó lâu lâu 5 ghi 10 quả nó mới trả được lần. Dạ. Nó làm lại. Nó làm giùm mẹ nó. Dạ. Làm giùm cho mẹ cũng được rồi. Dạ. Hả? Con trai cưng mà nó làm để cho mốt con cái nó hưởng cũng được. Dạ. Giờ mẹ nó làm nó hưởng, nó làm cho con nó hưởng. Đúng rồi. Sao giờ lâu quá không thấy Thành hả? Có đó còn cái giá nó quan hết con. Dạ. Chắc lâu lắm chứ có nhỏ nhỏ hơn chút. Có hôm là con thứ bảy chủ nhật cho nó quay kêu mít tới trưa thử thấy ra không mà đúng không không ra. Thường tới trưa. 107. Cao thủ con trai của dì Mai á. Tay trái. À con trai của dì Mai. Tay trái đi rồi. Tay trái. Năm ngoái thì còn quay được 1-2 video bạn chứ không có quay luôn chứ, năm ngoái không có quay luôn chứ, không gặp luôn. Phải nhà công chuyện nhiều quá, phụ
tóc bạc là từ năm ngoái hôm nay là con một bữa rồi, con quay được một bữa đó. Nay đổi rồi, đổi ca lại hiểu không? Đổi ca. Xưa là nay làm không phải lấy, giờ tụi nó nhà tụi làm. Dạ. Tập cho nó làm. Nó quản lý bằng cái đồ vô đồ. Dạ. Sẽ dễ hơn sau này biết. Sau này cho nó biết không? Biết. Mình, đúng rồi, mình phải sao, truyền lại cho con chứ. Sau này về mang đi du lịch nước ngoài thường xuyên. Đúng rồi, lỡ đi đi Mỹ đồ, đi châu Âu rồi sao? Hả? Không có đâu. Ở Việt Nam mà. Chứ đâu có đi luôn. Nên là phải truyền lại cho nghề cho con chứ. Phải luyện từ đầu chứ. Không mà như giờ này là dì Mai con nghĩ là mấy năm trước rồi. Dì truyền từ từ rồi. Có hồi có khán giả comment hỏi là dì Mai có dạy nghề hay không? Có hả dì Mai hả? Mai có dạy, tại vì Mai nhà ăn gái không à. Dạ, gia truyền. Dạy dạy nghề, phải đi theo dì Mai một thời gian lâu lắm. Dạ. Không có dạy ba qua được. Dạ. Theo lâu là khoảng bao nhiêu năm dì Mai? Cái hồi cô chú nghe. Năm đâu. Không có năm á. Kêu là có thể biết được rồi, nhưng mà cái là lâu thì nó tốt hơn. Dạ. Yeah. Lâu thì từ từ tích lũy được hơn. Dạ. Yeah. Chứ còn nếu mà làm thì cần chừng từng lẻ để biết làm rồi. Nhiêu. Còn học theo nghề thì biết bao nhiêu năm mới được. Biết bao nhiêu năm không? Thằng làm thì mai á là nó làm ở đây rồi, nó còn nhỏ xíu á. Nó còn mười mấy tuổi á, bây giờ nó bằng mấy ba đó. Dạ. Yeah. Vợ nó có vợ con rồi đó. Có người sáng nữa chứ không sáng là lâu. Người sáng dạ nữa. Không sáng dạ mà có người thích yêu thích. Yeah. Yêu thích cái nghề. Đúng rồi. Cái nghề nó chọn, ta nói nó nhà chọn gì đó. Yeah, yeah. Mà có người kia nó vậy đó. Nghề chọn người, chọn nghề đúng không?